Lương y Khí Công Sư Phúc Thành, trực thuộc Hội Nam y Việt Nam, người sáng lập giám đốc trung tâm Thiên Khí Công Đại Bi Tâm Giao Long Võ Đạo, hơn 12 năm tâm sư học đạo cùng các bậc chân sư. Tiếp thu những lợi ích trị liệu từ khí công và thiền định, trong 6 năm qua, thầy đã truyền giảng khí công chữa bệnh cho hơn 300.000 học viên. Cách tôi nói đến chính là tập luyện khí công và thiền trị liệu. Khí công là bộ môn lịch sử có hơn 5.000 năm. Bắt nguồn của khí công chính là việc hỗ trợ chúng ta chữa trị các bệnh mãn tính từ sâu xa bên trong cơ thể của chúng ta. Nguyên lý của nó chính là các động tác khí công giúp cân bằng âm dương, lưu thông khí huyết, đả thông kinh mạch. Thông qua đó thì năm tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận được bồi bổ, tăng cường sức khỏe và giúp cho cơ thể của chúng ta được cân bằng, trở về trạng thái như khi chưa có bệnh tật xảy ra. Khóa học online khí công thiền trị liệu của thầy Phúc Thành bao gồm bộ ba bài khí công nổi tiếng và những chiêu cuối bí mật của Bát Đoạn Cẩm, Dịch Cân Kinh, Thiền Tây Tạng. Một bài khí công được thực hiện trong 15 buổi. Được hướng dẫn chi tiết, ai cũng có thể học các động tác nhẹ nhàng, rất thích hợp cho người lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc đang trị bệnh. Bạn có thể luyện tập ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào. Đặc biệt, thầy Phúc Thành có hướng dẫn chuyên sâu cho các bệnh cụ thể, hỗ trợ trực tiếp sửa các động tác chuẩn cho từng học viên ngoài Zalo, group Facebook. Thưa các bạn, đối với những người có cái bệnh mãn tính, tức là những cái tạng phủ trong cơ thể đã bị suy giảm chức năng, thì tập khí công cũng như là dùng thuốc đông y thì đều có cái tác dụng là nâng cao cái khí của từng tạng phủ cũng như là khí của toàn bộ cơ thể. Qua đó chữa những cái bệnh này rất là tốt. Tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp được tập khí công với thầy Phúc Thành cũng như là uống cái thuốc đông y của thầy Phúc Thành. Cái sức khỏe cải thiện rõ rệt, bệnh tình có những trường hợp mặc dù trước khi đến với thầy bệnh rất nặng nhưng sau đó người bệnh chịu khó tập luyện cộng với uống thuốc thì bệnh được đẩy lui rất nhanh và đã khỏe mạnh như người bình thường. Khí công thực sự đã hồi sinh tôi từ một người ốm yếu, gầy gò trở thành một người khỏe mạnh, linh hoạt. Vì thế, tôi rất mong muốn được đem bộ môn khí công và thiền trị liệu này đến với bạn để bạn có một sức khỏe tốt hơn, để bạn có một tinh thần thoải mái, vui vẻ, một trí tuệ minh mẫn. Hãy liên hệ với thầy Phúc Thành qua hotline 098 141 3588 và website thiền-chữa-bệnh.com để được thầy hướng dẫn hỗ trợ những bài khí công trị liệu, những bài thiền nâng cao sức khỏe, tĩnh tâm mỗi ngày. Chắc chắn bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và một tâm thái luôn luôn an vui, bình an.